Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục mình đi thăm bẫy cả nhà ơi. Và hôm nay mình cũng đi cuốn cái luồng bẫy này là mình chạy nền chỗ khác luôn nha cả nhà. Mình để cũng đâu thăm cũng 4-5 chuyến rồi mà cảm thấy nó không có thì mình chạy nền nha. Cái này chuột cắn te tô sao bịch lúa nó còn. Trên đây mình nhìn xuống thì thấy lúa nó còn này, nó cắn banh cái bọc hết trơn rồi nè, cái bao không có không nè, chút quất rồi, chuột chết luôn cả nhà. Cái này mình thăm chết chuột nha. Rồi cái đầu tiên chết chuột. Xuống đây thăm cái gì đây, chiên rồi chiên trước đó. Mình thăm thì nó dính một cặp, chiên này chất quất rút luôn cả nhà ơi, chuột còn nha, còn chuột còn lúa luôn, mình rút luôn. Ui, con này. Rồi, chuột quất luôn. Nhìn hiền luôn. Ôi, nặng nặng dưới đây. Trời ơi, chuột. Vô con chuột cả nhà. Chuột bự, chuột nhỏ nha. Rồi, con chuột bự nè. Hai con. Con đằng kia con bự kìa, thỉnh thoảng lâu lâu vô chuột nè. Nè, con chuột bự nè, chuột này cũng vừa đặt bẫy luôn à. Đặt bẫy vẫn được luôn nha, vẫn lợi con chuột. Khui. Con đây chết chuột cái gì rồi, chuột sao chết trời, chết chuột cả nhà. Khui chuột quốc trong lộn. Ôi có cái nhà, có tưởng là không có, nằm trong lỏng mới vô gì. Phần mới ỉa được con cục à. Còn gắn ba, gắn ba cả nhà. Con đầu tiên ngũ hành, ngũ hành ba nha, con đầu tiên của mình. Nãy giờ mình rút đâu mười mấy cái mới dính được con đầu tiên. Xuống đây mình thăm cái này nè, cái cặp cái đường mương này nè, mỗi thằng thăm là thằng dính đó, hay dính lắm, không biết chuyến này sao à. Trời 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 trời, dính nữa rồi cả nhà ơi, phân kìa. Trời ơi cái bọc ở trên đây mình nhìn xuống rồi, trời ơi nó bự cả nhà ơi. Vô rồi ém lúa nè, rồi cái này nó hay dính lắm, rồi cứ ngắt luôn. Trời ơi, trời ơi cả nhà ơi, coi nè. Ôi, ôi trời, quá trời cả nhà ơi, con này dữ nhất rồi, nằm một cục ngắt đằng kia luôn kìa. Ôi, cái này sao mà hay dính nè, chuyến nào thăm cũng dính hết trơn phân nữa nè. Rồi ôi giùm nè, mình đã chưa nguyên cục nè, lừ con này chắc cũng cỡ 700 gram nha. Đó, để đó đi, ngồi nữa mình ra ngoài mình bắt nó nha. Ôi trời, thăm giờ sớm giờ chất quất được có ba con, thăm sớm giờ được có ba con, giờ ngồi đây bắt mấy con rắn ra luôn rồi. Đây còn sớm dính nè, với lại mới dính được con nữa nè, mới dính con này
bên kia không có quay được, con này cũng nhỏ với con bự, con bự dính hồi sớm giờ mình chưa bắt. Con này chắc có 700 g, 700 g trên, bự bằng kia, nặng quá. Để nó quay cho. Đó, cậu quay đi. Cái này có một cậu quay. Để bắt con này trước. Con này gom, nó tha gom như đây quá trời. Rắn này rắn đỏ. Đỏ, nâu chứ, nâu, nâu nâu. Rắn ba. Còn mười mấy cái rồi hết. Dài dài ra ngoài con hai nha. Cái này con rút có mười mấy cái. Để kiếm chỗ khác con đặt. Đặt cái dưới kia nó không có hết dính này. Con này cũng trọng nha. Cũng đóng ba luôn. Hai con. Đấy, đấy con này càng dữ nè. Có con bé gì đó cho đây cho nó cầm con này cho đã. Con này cầm cái đã tay. Dướng bịch lúa rồi. Con đã gầm. Không chịu ra luôn đó chứ. Ôi trời. Con này có 800 g có. Thả bỏ lửa. Quá trời đã không. Ôi nè. Con này nhậu được 5 ngự. Con này có 800 g có. 5 ngự nhậu không hết nhắn. Bốn lưỡng. Ôi đã. Ngày mà đi được hai con gì là ngon. Trời ơi. Sướng. Như thế này đi hai con như vậy là ngon rồi, không cần nhiều. Mùa này mà được hai con gì là ngon đó. Vô. Ủa, cũng vậy rồi ta. Không có hũ ngựa hả? Dạ không. Vậy nè. Không có bằng hổ hành. Đó, rồi. Xong. Đây bà con ơi. Đây ông cậu quay đó. Vô xem rắn này. Quá. Wow. Có lửa. Xuống dưới đây thăm một cái dưới đây nè. Cặp cái đường lộ nó căng cỡ cái mặt cặp đâu mà nhà thằng kia nó hát có không nè. Khui. Ôi 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 mình dở lên mình thấy rồi cả nhà ơi. Con ngựa phân ngựa cả nhà ơi có hơi nhát. Nó táp hơi nhát giật mình cái. Ôi phân nó ỉa đây nè, dằn khè luôn rồi. Ôi ỉa hai đầu luôn kìa. Ôi con này nó vô lâu quá, ỉa hai đầu quá trời. Hai cục phân ngựa dằn khè đây, một em ngựa nha cả nhà. Rồi để đằng hồi mình tính sao. Giờ lấy cái khác mình đặt lại. Chiều luôn rồi. Đi vòng vòng.
Sớm giờ mình đi vòng vòng mình đặt lại mấy cái bẫy, giờ chiều luôn rồi. Dính được con hổ ngựa mà mình còn chưa bắt ra nữa. Nhưng bên đây mình thăm còn mấy cái. Đó, thăm cho nó hết. Con này. Chuột còn nữa cả nhà ơi. Rồi bịch lúa. Nó dính con hổ ngựa từ sớm đến giờ mình chưa bắt ra. Rồi mấy người ơi. Mình sáng giờ mình đi thăm bẫy rồi mình rút rồi mình đi đặt lại. Bây giờ là gần 6 giờ rồi, mặt trời lặn rồi. Giờ muốn săn mới xong nè. Nãy mình mới vừa đi thăm thì mình không có quay, dính được con của hành nhỏ à, hay là hành ba. Tối rồi, quay không kịp. Chứ con hổ ngựa mình bắt cũng chưa bắt ra nữa. Nãy giờ mình đi lo lặt mình đặt lại mấy cái bẫy mình cây đền á, nên giờ cũng muộn tối rồi. Rồi mình cũng xin tạm dừng kết thúc video đây luôn nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và ủng hộ mình nha. Rồi, bye bye. Chó giờ tới đây là vô tới chó của cốt của mình quen mà gặp mình nó sủa hoài rồi. Rồi, xin chào mọi người.